Vâng, xin lại được gửi lời chào thật các bác. Thì hôm nay em Dương Văn Giang đang chuẩn bị đóng cái thùng quay 4 cầu này đi gửi đi cho anh em trên mọi miền Tổ quốc đây. Thì đang trong quá trình đóng thì các bác thông cảm nhé, nó hơi ồn một chút. Em phải cố định như này ấy, thì gửi đi cho anh em thì nó mới không bị méo cái thùng này được. Đấy. Thì anh em là bên em là cung cấp là chuyên về vật tư này anh không? Đấy thì hôm nay anh em anh khách anh lấy cái thùng quay 4 cầu thì em đang trong quá trình em đóng, em gửi đi. Thì nhân tiện đây gửi gọi là quay cái video gửi đến cho anh em luôn. Đấy thì đấy thì phải như này thì nó mới đảm bảo được gọi là độ bền của cái thùng quay ấy, thì gửi đi nó bị không bị móp méo, không bị ảnh hưởng đến thùng quay. Đây như anh em thấy đây, em chốt rất là kỹ nhé. Tất cả đều là đinh hết nhá, em chốt đinh hết. Về anh em về em cố gắng là lấy cái dao ấy anh em bậy lên là được. Đây là cái mẫu thùng quay 4 cầu nhá, thùng inox 304 không nhiễm. Còn cầu nó bằng thép không rỉ nhá, anh em thầu thép thép không rỉ. Thì đã là thép rồi thì anh em yên tâm, khi có mật ong vào thì không bao giờ có thể ham rỉ được. Đấy thùng này thùng là đáy chóp lón nhá. Cái đáy có lỗ chảy mật ra cho anh em, này rất là tiện. Anh em quay là không phải đảo cầu. Không phải đảo cầu nó sẽ không bị ảnh hưởng đến nhộng của con ong ấy, không ảnh hưởng đến chất lượng của đàn ong. Đấy thì em làm cái video ngắn này để gửi đến cho anh em này. Xem qua cái cách gửi hàng ở bên em ấy, đây em đóng nguyên xi như này, em gửi đi. Thì đơn hàng của bên em ấy thì các bác mà mua đơn hàng như cái thùng quay này ấy, nó được trị giá hơn 1 triệu rồi ấy. Thì em đã tặng cho anh một cuốn sách, em treo đây. Thì có cuốn sách kỹ thuật nuôi ong của thầy Ngô Đắc Thắng. Vừa hôm giờ rồi mới lên Thái Nguyên. Đi họp hội ong ấy thì cũng ngồi tâm sự với thầy Thắng nhiều. Thì đây em bên em xuất bản cuốn sách như này gửi đến cho anh em nào mua hàng rồi thì anh em biết. Thì bây giờ em xin phép là kết thúc cái video ở đây. Anh em nào có nhu cầu mua về vật tư hành ong ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em sẽ để tiêu đề của video cho anh em tham khảo. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.